Xin chào các bạn, đây là Nancy. Ngày hôm nay Nancy tới nhà của anh ba của anh Steven á. Rồi cái tới đây để mua cây nè. Hôm bữa mua cây sambuche, bây giờ hả trụ sambuche ra sai trái quá trời luôn. Ăn hả ngày nào cũng được trái cây chín ăn hết trơn á. Cho nên bây giờ đó trời nóng lại rồi thì Nancy đi qua đây để mua thêm cây. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần. Vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Hi Steven. Yeah. Hello, chào mọi người. Dạ anh Steven, tự nhiên cái màn ảnh nó không biết là sao nữa, nhưng mà nó vẫn còn video được. Oh, đã. Xíu nữa I edit lại. Đang live luôn hả? Dạ. Yeah. Lâu lắm không gặp, giờ gặp lại rồi nè. Ủa mà dạo này anh làm có làm video nhiều không? Cũng có làm mà một tí, mình lâu lâu mình cũng lười. Yeah. Làm giống như lâu lâu mình có cái làm cái tháp thịt cho nó không? Cái mình làm lung la cho người ta câu với người ta chán không? Mình ồ vậy hả? Có mấy chú bác của giống như bạn của bạn của mình có mấy người bác lớn tuổi á. Yeah. Cái lâu lâu mình làm không làm cái mấy người cái nhớ mình đâu rồi sao không làm video cho tao câu gì bay. Dạ dạ. Mình cái gì đi làm tiếp. Nhà nó mà nó mấy bác nói là quay cái gì cũng được chứ không có gì mà tham gia upload ra được. Vậy bây giờ đi tìm topic hả? Anh review hay là anh nói chuyện với lại mấy cái business owner? Em rất là thích hồi nói chuyện với mấy người business owner. Hồi xưa là mình là có một thời gian là người ta thích về Florida nên mình quay về nhà cửa. Dạ, rồi dạ. Price cả mấy cái builder mới đâu á. Dạ. Cái mấy người kia tưởng mình làm gì bán nhà không à? Thật sự không bán nhà, mình làm gì video thì về làm cái đời sống em cũng vậy. Em thích coi nhà lắm. Rất là thích coi luôn, cho nên rảnh cái là đi coi rồi coi mẫu cái này kia để mai mốt mình đầu tư. Ừ. Mình thích cái nào á mình đầu tư. Trời ơi, đã không chết. Anh chị nào mà thích mấy coi sầm sàm mà nhảy qua kênh của mình Việt Florida US. Đó, Việt Florida US nè. Giống như là cây mãng cầu dai nè, rồi thăng long, rồi cái gì đó để coi xem bác có cái cây nào muốn bán thì mình mua về trồng. Chứ nhà cũng nhỏ, vườn nhà cũng nhỏ nhưng mà Nancy rất là thích trồng trọt. Cho nên nó muốn mua thêm mấy cây nữa. Trồng trong chậu thôi, tại rồi mai mốt rồi nếu mà xong xuôi thì Nancy sẽ có đất trồng thêm. Nói chung là ở bên đây đó là nó rất là tiện lợi tại vì có thể trồng quanh năm đó. Tuy là mùa đông thì hơi lạnh chút, hơi cây cối đó hơi không có được tốt lắm, nhưng mà rau cổ này kia là quanh năm. Ví dụ trụ Nancy trồng rau xà lách mà ăn không hết luôn á, để có gì Nancy bỏ video lên cho xem ha. Rồi cái quan trọng là ở đây đó là thoải mái, thời tiết ấm áp. Rồi cuối tuần thì rảnh thì đi ra ngoài biển rất là đẹp luôn. Cho nên ai muốn dọn về Florida đó thì cũng nên xem xét lại. Về đây có thể trồng cây quanh năm nè, có rất là nhiều người, cũng giờ đông người Việt rồi đó. Rồi chợ búa, rồi đủ thứ cũng đầy đủ lắm, không có thiếu thốn gì đâu. Tại vì Nancy thì ở với Tây cũng quen rồi, cho nên mua đồ đạc thì đồ ăn đồ Tây cũng nhiều. Rồi còn đồ Việt thì mình mua, nói chung là mua những cái ấy để nấu cuối tuần ra ngoài ăn được rồi, khỏi nấu. Tại vì có một mình cho nên nấu cũng không ai ăn nhiều, cho nên đa số là Nancy chỉ trồng rau ha, để lấy rau thơm với rau rau sống để cuốn bánh tráng, hoặc là cuốn với thịt đó, chấm nước mắm ruốc gì đó. Rồi ngon lắm mà hả, nước hay nước mắm đó, ăn là đã luôn. Thì nên chị chỉ vậy thôi. Rồi rảnh thì cuối tuần xách nhau ra ngoài nhà hàng để thưởng thức. Ở đây cũng tuy là hơi xa nhà hàng chút xíu nhưng mà cũng có đầy đủ các nhiều món ăn, cũng tiện lợi cũng tiện lợi. Trời ơi, bây giờ hôm nay đi tìm thêm cây. Dạ con chào bác. Hôm nay đi tìm thêm cây nè. Hôm nay là nó mới ăn rồi hả? Dạ dạ, nó ở đây cũng nóng rồi bác, tại vì con ở xứ lạnh về đó, cho nên vậy là thấy ấm lắm rồi. Nóng quá trời luôn. Ở đây thì dạ con chào bác. Ở đây thì rộng rãi hơn, nhiều cây cối hơn. Mình qua bên đây mình tìm cây để trồng ha. Trời ơi bác, ở đây nè, cây của bác nè. Sao lizard, ok. Coi nè, quá trời đẹp luôn. Cái giường này thì quá là rộng ơi là rộng luôn.
mới bứng qua nè. Ờ vậy hả? Đó, mà bây giờ là anh bứng hết qua bên đây hả hay sao? Bứng phần nửa rồi, tại vì một nhà bứng rồi, một nhà kia chưa bứng. Nhưng mà bây giờ anh dọn về đây ở luôn hay là anh bán bên kia hả hay sao? Em của mình nó về đây trước. Ồ ok. Qua cái này thơm quá. Cái kia cái bác có bán không? Nó no, cái này ông nội chồng cái này á. Chồng ghê kinh từ nhà kia quá. Wow nè, cây đã chưa? Đúng chị ông chín. Nên nó thích thì cho ông. You have to wait for next year. This year no fruit yet. Yeah. Trời ơi, trời cho cây sambuche đó, em ăn ngày nào cũng được cỡ hả 5-10 trái luôn á, ăn hổng xuể luôn á. Ăn chưa? Ăn quá trời luôn á. Cây ngọt luôn á. Dạ. Trời ăn đã luôn nè, coi nè ở đây nè, coi tắt nè. Đã không? Quá trời tắt nè. Ở đây là bác đang trồng rất là nhiều cây ăn trái, tại vì bên đây đó là có nhiều có nhiều đất hơn, rộng rãi thoải mái, cho nên hả quá cái trời nè. Đó, quá trời nè, cây nè, bự nè, đang bắt đầu ra nè, bắt đầu là chiếc mấy cây lớn ra trồng. Coi nè, ở bên đây có bão cho nên hả phải dằn mấy cái cây này lại cho nó chắc. Quá cái trời luôn. Đó, bên đây là mai mốt là làm nguyên cái vườn nhìn cây nè, mai mốt mà nè chị qua đây nè xì hái ăn qua đây xin. Đó, này cái khế nè bà con. Đó, ở đây là bây giờ thời tiết ngon lành lại rồi, mát mẻ rồi, cây nó ra quá trời nè. Wow, nhiều cây nhỏ quá ha, cây gì á? Mắng cầu. Ủa, mắng cầu nhỏ luôn hả? Mắng cầu á, mắng cầu. Thăng long nè, thăng long nè. Màu gì? Mà màu đỏ nó có, em thích cái màu vàng á, nó ngọt cái dạ. Cây này đặc biệt nè. Cái gì? Phái nữ thằng Đông thích. Ồ, hình như cái cherry vậy hả? Cherry. Ồ, ngày xưa đó em còn nhỏ em nhớ em có ăn. Dạ, qua nhà bạn có. Cái này chiết được nữa hả? Có bông. Ai mà thích nghe cái bản mùi bụi là biết cây này. Ồ, em không biết nhạc Việt Nam. Dạ, nên em mới học tiếng Việt á. Dạ, tháng nữa học. Dạ, mình có học đó. Tại vì anh có ba mẹ ở đây, em không có ai hết. Cho nên hả, em không có nói tiếng Việt luôn. Xưa thì học, đâu có tiếng Việt. Dạ đúng rồi. Đâu có nói tiếng Anh không quen, là cứ vô chờ trời nữa. Mình cứ dạng giống như sườn sờ. Tiếng Việt không giỏi thì tiếng Anh cũng không gần đó. Đúng rồi. Thôi chịu vậy đi. Được chữ nào hay chữ đó hả? Đúng rồi, em cũng vậy á. Nhiều khi đang nói bộ nó ngừng lại. Cái khế chùm rượu. Chùm rượu. Con qua đây có cây nào con bứng về. Con không có nhiều đất nhưng mà con ham trồng. Tại vì nó vui lắm mỗi lần nó nói cái sung rụng ở đây. Ồ, cái sung rụng đó hả? Cái sung hả? Cái sung đó hả? Ồ, nãy sao con? Cái sung. Món tốt chứ. Trời quá trời. Vậy là làm cái dòng như vậy để mai mốt con âm nó lại hả? Không, cái này trời lạnh chùm lại. Chùm nó lại. Chùm lên cái đó hư. Dạ. Làm cho người mùa đầu cuối mùa đông. Nha. Oh, can we go for you? Trời ơi, ủa sao mà chồng ngoài kia cũng chồng luôn hả? Trời ơi, đã chưa? Vợ chồng quá trời cây gì gọi là chiếc hả? Hay là đậu, ông ăn đậu lấy hột lại, ông thích cho mưa để vậy. Dạ. Yeah. Quá sức trời luôn, vậy mai mốt mở ra cái nursery bán ăn. Được đó, tại vì dạ ông thích gì thì bán luôn. Có đó. Trời ơi, làm gì được vui mà đi dạ con. Ờ dạ nhà hả bác. Ờ dạ, trời ơi 2 năm mới được tân đây thôi hả bác. Wow. Ờ con dạ con lấy con cây lớn nhất. Cái cây này bà hỏi nó lên cao, cái ống đuôn lại á. Dạ. Đầu cái cắt đuôn. Mới lên lại. Cho em cây đó đi. Đó, cây đó. Cái đó. Ờ, dạ. Hai trái giống nhau hay là giống nhau hết anh? Trái này bự hay là dai không? Dai đó. Cũng giống của nhà bển trong quán. Mình ăn, mình nghĩa là mình ăn, mình thấy cái lượng ngon, mình mới lựa chọn. Ok. Tại vì em không biết trồng cây, mà thích cây. Cái cây mà cha ông để đây thằng đó có loại mà chọn lọc. Ờ chọn lọc mà tổng ngon. Ổng nghe ổng ngon á. Đúng rồi, mất công tốn cây tốn công. Dạ đúng rồi. Vừa tốn công nè. Trời bác có giúp bác trai làm gì không? Không luôn. Dạ. Hay làm cho nổi. Dạ gã rồi giờ đi. Mới qua
Ủa vậy hả? Bác ở Việt Nam qua hả? Ồ dạ dạ, ồ dạ dạ, con có nghe anh Steven nói. Dạ. Con có nghe nói. Trời ơi, bên anh có cá sấu không vậy? Nó no, bên con cái hồ của bên nhà con có cá sấu đó bác. Cái gì kỳ vậy? À, tại em tưởng là cái chỗ nhà em là chỗ mới ha. Khi mà nó lớn khi mà khoảng trên 4 feet là tụi đưa đời nó lại nó vớt đi chứ. Đâu có chịu vớt đâu em, người ta gọi quá trời nó đâu có chịu vớt đâu. Nó nói là phải gọi cho hotline. Dân coi ra mình cái sấu được đó. Dạ anh qua anh vật lộn với nó đi. Biết 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 anh là cái đầu mà thắt chó không? Dạ em không biết, em không có biết chơi mấy cái con đó. Chơi cái cọng dây và cho mấy cái đầu thắt chó đưa cây giật cái mỏ nó lại. Vậy hả? Dạ. Cái thằng hàng xóm nó nói với em á là biết sao nó mà thấy được á nó vật lộn với con đó được. Tại vì tại vì tụi Mỹ nó sợ, Việt Nam mình chơi cái đầu cái đầu cái chó mà đứt vô cắm cây á. Nếu cái đầu mà giật cái mỏ lại cái hết. Con về có biết làm ăn không đó. Không có gì, mình không tại mình không ăn mấy gì vậy. Ờ vậy hả? Làm đồ nhậu á hả? Xào lăn. Ồ xào lăn. Vậy anh thấy con vậy luôn hả? Trời ơi đây quá sắp trời luôn. Nhà em hôm bữa đó em một con bự lắm. Nó bự hơn em á. Đó là ngay xong nhà ha. Còn con nó ở bên kia nó nhỏ nhỏ hơn chút xíu. Mà cũng phải là 4 kg đấy. Bắt vậy luôn. Trời ơi. This is the alligator in our backyard. I guess I have to call HOA so they can come and take this alligator away. It's dangerous for the kids. It's right in our backyard. Dạ, em thì không biết mấy món đó. Món đó ăn thì ngon. Mọi người nào mà bị sốt hông nhiều ăn bị độc gì? Ồ vậy hả? Vậy luôn. Thôi. Dạ. Em nghe thôi chứ không có làm. Cũng không muốn ăn luôn. Dạ dạ. Cái khu này nó cũng gần con bên kia phải không? Chạy qua một tí rồi tới. Lẹ, trời ơi, đã luôn. Khu này đi nhìn nó biệt lập đến giữa này, từ đây nó chạy tới là tới 54 rồi. Dạ đúng rồi. Mà cái này là thoải mái ha, giống như là một vùng ngoại ô của cái khu của mình. Đang nhìn khu này giống như mẫu rồi, mẫu đó trong cái nhà của mình luôn. Dạ. Có gì bên kế cạnh nó bán á, anh mua. Hả? Có hỏi không? Có hỏi không? Dễ gì mấy ông cho ông già bà lão. Ôi vậy hả? Thì mai mốt họ bán mình mua để dành tiền đi trời. Nói là cái kinh tế nó đang xuống đó, để dành tiền có nhiều ưu đãi. Dạ. Thì bây giờ cái giá tiền nó bị lạm phát quá mà trời. Bây giờ không lên nó lần lạ đó, tại tiền thì mất giá quá trời luôn. Nói thiệt á, về Florida này là đã luôn á. Thời tiết nó hơi nóng thiệt, nhưng mà mình không có phải ngại giống như là tuyết rồi bị trơn trượt tụi này kia. Trụ em ở bên Pennsylvania cả mấy chục năm, giờ xuống đây đây mấy đứa nhỏ nó đỡ bệnh hơn nhiều á. Dạ yeah. Rồi vậy là bây giờ anh vẫn như làm bình thường hả? Trở lại chỗ làm chứ? Chỗ làm đi đâu có làm ở nhà nữa. Thường là ngày thứ ba thứ tư thì vô hạn. Tới đầu tháng năm mà vô là 3 ngày, bây giờ 2 ngày. Mấy người kia làm cái lần gì lo đem ra ngày trước ngày sau cái lần nó dịch đi. Ồ vậy luôn hả? Dạ. Chưa cho ông chồng có mấy cây bên kia thôi mà nó lại cái chuyện gì hoài. Tức ra đây, em bây giờ vô đây sẽ bị bệnh đi. Dạ, yeah. Em cũng chưa có xin HOA mà em chồng đại đi rồi đang xin cái fence lại á. Thì xin để cái fence lại xin để đừng có nói vụ gì kia đó. Đâu nói gì đâu. Ngoài trừ là tụi ba neighbor của mình cái bên nó không lên tới cái bình thường. Neighbor đứa nào nó cũng tại vì cái đằng sau nhà em nó không có đụng chạm tới ai á, cho nên neighbor nó còn courage nữa đó, nói tên làm đi cho vui. Nếu mình có cái đó mình làm mình có nó giải trí với ngồi nhà chém nó. Đúng rồi, trời ơi, em chồng á mà rau nó ra quá trời ăn kịp luôn á. Đó, mà nói chung là cũng hơn là có cái ông hàng xóm á, cũng vẫn làm hết chuyện cho em luôn. Sướng là sướng tự nhiên cái bận quá đâu có thời gian làm đâu, mà cái ông hàng xóm hôm qua ông làm hết trơn. Ông tưới rồi cái này kia cho nên em đi chơi thoải mái luôn. Rồi cái ổng bây giờ ổng đang build mấy cái vàng á để cho mướp ra cái này kia đó. Trời ơi, anyway, em nói em thích thôi. Con nói ổng thích thì tao làm cho. Ok. Không biết là nó trả tiền nhiều nữa. Sướng nhé.
Anh cho mướn cái chỗ này luôn hả? Hồi xưa cho mướn. Ok. Đầu con nhỏ thay nình nó vợ trứng á, đầu cái mình mới viết đuổi ra. Vậy hả? Vì sao hồi xưa nó ở bên vùng Đông Bắc, nó tưởng là giống như vùng Đông Bắc chứ không? Nó không biết ở đây Florida cái luật nó khác. Giờ mình làm luật sư 700 mấy, vứt cái ra nó quýnh dính nguyên cái rác cờ nè. Vậy luôn. Sau này nó biết nó muốn nhà kiểu nào luôn. Có nghĩa là ở đây nó dễ dãi hơn. Ở đây nó cái flat fee. Nó strict hơn. 750 đây. Là 750 nó làm lì mà nó không ra đó. Trả thêm 9 lòng nè, 95 đồng nữa, cảnh sát lôi đầu ra luôn. Vậy luôn. Wow. Cho 30 phút đem đồ ra. Vậy đỡ đó, còn mấy cái tiểu bang khác là chết luôn á. Tiểu bang khác rồi, Florida quất ngay một đi. Chị hai bác trai đang tưới cây nữa ở đây á hả, để hỏi coi sao bác không bỏ cái máy tưới tự động á thì nó đỡ mệt hơn, chứ còn hả tưới cái này hả đứng cũng phải mấy tiếng đồng hồ tại vì cái vườn cũng hơi lớn á, cho nên hả tưới thì cũng hơi lâu á. Nhưng mà ở đây rộng rãi thì có nhiều đất rồi, có chỗ trồng nhiều, nói chung là có chỗ để đi lại cho thoải mái. Đầu đang ra trái nè, đang bông nè, đang ra bông rồi nè. Hoàng hậu gì đó, mãng cầu hoàng hậu. Bây giờ đi tìm mãng cầu vua. Có hoàng hậu rồi không vua đâu. Mãng cầu hoàng hậu. Nó bắt đầu ra bông rồi nè. Cái tắc là nó thơm, dễ sợ thơm luôn. Cái mùi thơm giống như là hoa lài vậy đó. Rất là đã luôn. Có trái kìa. Một cây này là đã luôn á. Quá trời trái nè. Cây này là cái trái ngọt. Thấy chua thì ăn với lại chấm hả? Chấm mắm. Nhà con không có đất trồng cái cây này. Vậy luôn. Mốt nó ra xung xê, con qua con mua trái ăn được đó. Cây này cây ổi nha. Wow, vậy dạ cái lý nha các con. Nancy cũng chưa biết cái lý là cái gì, nhưng mà tại đây là nghe nói là giống như trái mận vậy đó. Mốt nó hở chùi nó lên trái, lúc đó mình biết thôi. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé. Xin hẹn gặp lại. Bye bye.